Thằng này cao quá. Hôm nay sinh nhật Thành Quân, cả nước có món quà tặng Thành Quân. Chúc anh sinh nhật và một cúc ca. Đây mọi người cùng chúc mừng sinh nhật Tuân nhé. Chúc mừng sinh nhật Thành Quân. Thì tôi đang sau bây giờ anh chúc có một bài hát cũng tặng Thành Quân. Gửi cho Phật chứng minh, cho Bồ Tát chứng minh, ai Phật. Mọi người hát được thì hát cùng nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mừng ngày sinh nhật một đóa hoa. Mừng ngày sinh nhật một khúc ca. Mừng ngày đã sinh ra cuộc đời. Thường niệm Di Đà nguyện vãng sinh, cực lạc quê nhà là cố hương. Một đời vãng sinh ra đi tự tại, chứng đắc thượng phẩm Bồ Đề. Trở lại ta bà độ chúng sinh, vạn loài hữu tình nằm thiết tha. Một lòng nhất tâm tranh ra pháp nguyện, trong phu sát na ngồi sen vàng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chị tắt điện cho anh Quân lớp gì nào? Đúng rồi, anh Quân trẻ đi bao nhiêu tuổi? Đang 27, anh 11 à? Và chẳng lại ước đi, ước được rồi. Ước nào? Để đây các em giải hộ. Đói quá. Anh Quân đến đi. Anh Quân đến đi. Anh Quân đến đi. Anh Quân đến đi.